bài chính sách sáng thế. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ba đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để gầy gầy đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất làm ra con người, thổi xin khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình làm ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đó là lời Chúa.
Bye.